Vương Tinh Vị đạo diễn 64 tuổi bị bắt gặp hẹn hò và qua đêm với mỹ nhân trẻ đáng tuổi con nhận được vô số chỉ trích từ phía netizen. Hàng loạt các tờ báo xứ Trung ngày hôm nay đưa tin cánh paparazzi đã bắt chọn được chùm ảnh vị đạo diễn nổi tiếng Vương Tinh 64 tuổi hẹn hò tay trong tay với một mỹ nhân đáng tuổi con ông. Cặp đôi tỏ ra không giấu giếm về mối quan hệ của mình, thậm chí còn đưa nhau về qua đêm tại nhà riêng của đạo diễn họ Vương, Vương Tinh Vị đạo. Diễn nổi tiếng đã có vợ con nhưng vẫn ưa thói trăng hoa bên ngoài bị bắt chọn hình ảnh hẹn hò cùng mỹ nhân đáng tuổi con gái VIP. Cả hai liên tục có những cử chỉ thân mật vượt trên tình đồng nghiệp cặp đôi sau đó đưa nhau về nhà riêng của đạo diễn Vương và qua đêm cánh paparazzi túc. Trực nhưng không thấy dấu hiệu hai người ra khỏi căn nhà này được biết người đẹp lọt vào mắt xanh của đạo diễn người trong giang hồ này là Vân Thiên Thiên. Profile của cô gái này khá phức tạp, năm 2017, cô có tên gọi cũ là Đới Thiên Thiên, sau đó đổi nghệ danh. Thiên Thiên từng bị bắt gặp đi xem phim cùng đạo diễn Vương, tuy nhiên lúc đó dậu nghi vấn cho rằng cô là con riêng của đạo diễn này. Tới năm 2018, Thiên Thiên bất ngờ có mặt trong dàn cast của bộ phim do Vương Tinh đạo diễn mang tên Đại Soái Huynh. Nhiều người bắt đầu cho rằng đây là nàng thơ mới, tinh nữ lang mới của showbiz. Vương Tinh từng đặc biệt giúp đỡ Thiên Thiên trong việc tuyên truyền cá nhân. Điều này một lần nữa khiến dân tình nhớ lại chuyện tình của Vương Tinh và Khâu Thục Trinh năm xưa, vậy nên Thiên Thiên bị mỉa mai là Khâu Thục Trinh thứ hai, có duyên nhưng sau này không có phận. Đạo diễn Vương đã bị chỉ trích rất nhiều khi ông đã có một mái ấm hạnh phúc, kết hôn với vợ cách đây 40 năm và có hai cô con gái xinh đẹp. Dân tình một lần nữa dậy sóng vì mối quan hệ rắc rối trong showbiz giữa những cô gái trẻ mới chân ướt chân ráo vào làng giải trí và những sói già đội lốt nghệ sĩ gạo cội. Nguồn: Ifeng, Sina.